Bà con và các bạn xem đài thân mến, do địa bàn tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông, có nhiều kênh rạch đang xen, đất ruộng vùng nông thôn xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu thường ngập sâu vào mùa mưa, chỉ canh tác một vụ lúa trong năm. Đường giao thông đi lại khó khăn, có nơi phải sử dụng phương tiện ghe, xuồng, thu nhập cư dân còn thấp. Gần đây, một số hộ dân chọn cây rau nhút, bông súng đem trồng trên ruộng, kết quả cho lợi nhuận cao hơn nhiều so với trồng lúa. Hiện các loại rau thủy sinh này được xem là giống chuyển đổi cây trồng hiệu quả ở vùng ruộng sâu. Mô hình này sẽ được nhân rộng trong thời gian tới. Liên quan đến vấn đề nêu trên, mời bà con và các bạn theo dõi phóng sự Phước Trạch chuyển đổi cây trồng. Khu vực ấp Bào Chừng, ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu có địa hình trũng thấp. Đất nông nghiệp ở đây giáp với sông Vàm Cỏ Đông, hầu hết là ruộng sâu. Trước đây chỉ canh tác được cây lúa một vụ mỗi năm, cho thu nhập thấp. Địa bàn có nhiều mương, rạch chằng chịt nên điều kiện đi lại của cư dân còn khó khăn. Những năm gần đây, một số hộ dân ở ấp Xóm Mía chọn loại rau ăn lá trồng ở khu ruộng cò. Khu ruộng thấp hơn trồng cây rau nhút hoặc cây bông súng, cây kẹo nèo. Hầu hết các hộ này có thu nhập cao hơn, ổn định hơn so với trồng cây lúa trước đó. Đối với cây rau nhút, những năm trước chỉ có một hộ trồng thử nghiệm trên ruộng lúa. Đến nay đã có hơn 10 hộ chuyên canh tác loại rau này, trong đó có gia đình anh Trần Văn Nhỏ. Trên mảnh ruộng sâu, diện tích chưa đầy 5.000 mét vuông, trước chỉ trồng lúa một vụ không thu lợi nhuận, có khi bỏ ruộng hoang. Từ năm 2018, anh Nhỏ sử dụng diện tích ruộng này trồng rau nhút, thu nhập ổn định ở mức 9 đến 10 triệu đồng mỗi tháng, trong khi vốn đầu tư về phân bón không đáng kể. Liên tục trồng rau 4 năm liền, anh Nhỏ có nhiều kinh nghiệm chăm sóc cây rau nhút. Khi ruộng rau có mực nước cao, anh căng dây để gốc rau không trôi dạt nơi khác. Chúng phát triển thành hàng thẳng tắp, sẽ dễ chăm sóc và thu hoạch. Thông thường từ ngày trồng đến 30 ngày sau thu hoạch lứa đầu tiên, càng về sau thu hoạch lượng rau càng nhiều. Anh Nhỏ khẳng định đây là loại rau ngắn ngày, mau cho thu hoạch, vốn đầu tư thấp, thị trường tiêu thụ rất mạnh, hầu như chưa bao giờ đủ rau nhút cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Rau nhút này nó có thu nhập nhiều hơn các loại rau khác. Cái rau nhút này nó là khoảng từ một tháng trở lại là mình mới thu hoạch. Đúng ra có làm sao có thể nó tăng cái số lượng rau nhiều hơn. Một tháng thì thu hoạch nó cũng 90 triệu. Tháng thu hoạch chạy là cũng có 1.000 bó. Thì cái này làm tháng làm 2 tháng ăn. Trước đây trong mùa mưa, cả khu vực gian rạch mương sâu, áp Xóm Mía, xã Phước Trạch, nước ngập láng đồng, toàn vùng như trở thành đất hoang hóa trong 6 tháng mỗi năm, khi nước rút cạn mới canh tác được cây lúa. Tự tìm hướng đi cho mình, năm 2018, anh Trần Quỳnh Đức ở ấp Xóm Mía đã chọn giống bông súng về trồng trên ruộng lúa nhà mình. Theo anh, bông súng có thể trồng và thu hoạch quanh năm trên ruộng sâu, khắc phục được tình trạng bỏ ruộng hoang trong mùa mưa lũ ở khu vực này. Cũng là loại thủy sinh dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, ít sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu. 4 năm qua, hoa súng luôn nở rộ trên mảnh đất 1,5 hecta gian rạch mương sâu của gia đình anh Đức. Từ khi chọn đất, thả củ súng giống xuống ruộng, hơn 2 tuần sau, súng ra lá non. Anh cho nước vào ruộng súng với lượng nước ngày càng tăng. Mực nước càng sâu, dây súng càng dài, càng non mướt, đạt chất lượng và tăng số ký thành phẩm. Do 1,5 hecta ruộng súng của anh Đức tiếp giáp bờ rạch mương sâu rất thuận lợi cho việc bơm nước vào. Có nơi nước ngập sâu đến 2 mét, súng cho trúng mùa. Dưới ruộng súng có cá đồng cộng sinh, đây cũng là nguồn phụ thu đáng kể. Ruộng súng cho thu hoạch liên tục mỗi ngày, qua 10 tháng sẽ xuống giống làm chủ mới. Hiện nay mỗi ngày anh Đức thu hoạch không dưới 100kg bông súng, trừ chi phí thu lợi hơn 15 triệu đồng mỗi tháng, cao gấp 3 đến 4 lần so với canh tác cây lúa. Từ nhiều năm qua, giá rau súng luôn ổn định, chưa đủ sản phẩm cung cấp cho thị trường. Anh Đức đang mở rộng thêm quy mô 2 hecta trồng súng ở khu vực lân cận. Cái bông súng này thì lúc nào thì trên thị trường cũng có nơi tiêu thụ. Nó đạt hiệu quả hơn cây lúa là ở chỗ là thay vì từ 6 tháng thì bây giờ mình làm được 12 tháng. Trung bình cứ khoảng là một ngày thì mình kiếm khoảng 500-600, 200-300 kg. Mỗi một kg vậy là thì vào khoảng là 5.000.
Cho đến hôm nay thì cơ bản là nó đã ở giai đoạn ổn định, thì đã có bông thu hoạch rồi. Thì mình giữ mặt nước càng cao càng tốt. Nước càng cao thì cái bông nó càng dài, thì nó sẽ có cái số ký nhiều hơn. Thì nói chung là hộ nông dân của địa phương, của xã cũng có hỗ trợ một số vốn ban đầu để gọi là săn lấp mặt bằng. Cách đây vào khoảng 1 km là đang làm, ngoài đó là 2 mẫu nữa. Ở ngoài đó là đã khai thác rồi. Còn lại thì trồng cây lúa vụ hè thu này. Xong cái hè thu này thì mùa mưa là sẽ chuyển sang hẳn luôn 2 mẫu sang trồng bông súng này hết. Hiện nay, giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao, chi phí canh tác cũng tăng. Giá nông sản lại bất ổn. Người canh tác cây lúa không còn lợi nhuận, có trường hợp thua lỗ. Việc tìm chọn giống cây thích hợp để canh tác trên đất trồng lúa kém hiệu quả là xu hướng tất yếu. Song song với một bộ phận người nông dân chủ động chuyển đổi giống cây trồng, các đoàn thể chính quyền xã Phước Trạch cũng có định hướng hỗ trợ bà con nông dân trên lĩnh vực duy trì và phát triển sản xuất. Ngoài một số khu vực thích hợp chuyển sang trồng cây ăn quả, rau ăn lá như một số hộ nông dân đã thực hiện, còn lại ở khu vực ruộng sâu, nước ngập kéo dài thời gian trong năm, như dùng gian rạch mương lại thích hợp cho các loại thủy sinh như rau nhút, bông súng, kèo nèo. Các hộ gia đình anh Trần Văn Nhỏ, anh Trần Quỳnh Đức đang đầu tư là hợp lý, có thể phát triển bền vững. Bây giờ là cái giá thành phân bón và vật tư nông nghiệp tất cả các cái đều tăng. Bà con nông dân thì chuyển đổi cơ cấu cây trồng, là trong đó là có chuyển đổi một số thì trồng cây ăn quả, và một số thì đất mà sản xuất chuyên về lúa nước thì ta chuyển đổi là sang là trồng rau nhút, bông súng và kèo nèo và rau các loại. Thì trong cái mô hình để thực hiện mà hộ dân để vận động các hộ viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thì trong đó chỉ có bông súng với rau nhút là mang lại cái hiệu quả là cao. Về cái thu nhập thì nó cao hơn là cái sản xuất cây lúa. Bông súng và rau nhút để sản xuất thì chi phí nó thấp, và phân bón thì sử dụng là rất là ít, lợi nhuận rất là cao. Một tháng thì mỗi một hộ mà 5.000 m² mà rau nhút thì là từ chi phí là lợi nhuận là khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng. Cái mô hình đó thì hộ dân xã tiếp tục vận động hộ viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để làm để tăng thu nhập. Hộ dân xã cũng có phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện Gò Dầu để hỗ trợ về vốn để sản xuất. Quá trình chuyển đổi cây trồng ở xã Phước Trạch rất đúng hướng với chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Gò Dầu. Chuyển đổi giống cây trên đất trồng lúa kém hiệu quả nhằm tăng hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích là phù hợp với chính sách về nông nghiệp của địa phương. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Gò Dầu là tổ chức luôn đồng hành cùng hội viên nông dân. Ngoài lĩnh vực tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, hội còn phối hợp các đơn vị liên quan như Trung tâm khuyến nông, Trạm trồng trọt bảo vệ thực vật, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác mới cho nông dân để bà con phát triển sản xuất chăn nuôi. Hiện tại thì nông dân đang triển khai các mô hình là chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang là những cái cây mà nó có hiệu quả. Xã Phước Trạch là một trong những xã mà đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Tây Ninh. Thì chúng tôi cùng với chính quyền địa phương làm sao để mà giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, và chúng ta phải nâng cao cái chất lượng của các tiêu chí lên. Đặc biệt trong đó thì có tiêu chí về số 10 về công tác về cái thu nhập. Thì về phía địa phương cùng với hội nông dân, chúng tôi đã triển khai cái mô hình, đặc biệt là cái mô hình trồng rau nhút, rau nhút bông súng, rau lá ăn lá các loại ở trên địa bàn, đặc biệt là khu vực ở xóm mía giáp với sông Dầm Cỏ. Thì những mô hình này bước đầu thì đem lại cái hiệu quả kinh tế rất cao, thì từ đó nông dân cũng yên tâm sản xuất. Thì bên cạnh chúng tôi triển khai mô hình thì chúng tôi còn phải nhân rộng cái mô hình ra cho các hộ khác còn lại để tham gia thực hiện. Và đặc biệt thì phối hợp cùng với cái trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ hội viên này để áp dụng vào cái sản xuất của họ để có hiệu quả hơn. Thực tế cho thấy các loại rau thủy sinh như rau nhút, bông súng rất thích nghi cho khu vực ruộng sâu ngập nước quanh năm. Việc chọn lựa hai giống rau này canh tác trên ruộng trồng lúa kém hiệu quả là hợp lý. Các hộ trồng rau nhút, bông súng ở ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu đã chuyển đổi cây trồng đúng hướng, thu nhập luôn ổn định ở mức khá, tạo niềm tin để họ an tâm mở rộng quy mô sản xuất. Từ mô hình mẫu này,
Tới đây sẽ có nhiều hộ quanh chùm trồng các loại rau này trên chùm ruộng sâu nhằm hạn chế bỏ ruộng hoang trong mùa nước lũ. Bà con và các bạn xem đài thân mến, chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.